Giả thiết Zeman và giải thưởng 1 triệu đô la. Giả thiết Zeman thường được coi là vấn đề quan trọng nhất chưa được giải quyết trong toán học thuần túy ngày nay. Đây là một video vô cùng thú vị AD đã tìm hiểu, tổng hợp và muốn giới thiệu với các bạn. Những đường cong đầy mê hoặc này là một cái nhìn thoáng qua về giả thiết Zeman. Hãy hỏi bất kỳ nhà toán học chuyên nghiệp nào về vấn đề mở quan trọng nhất trong toàn bộ lĩnh vực toán học là gì. Nhà toán học Ken Devin viết vào năm 1998 và bạn hầu như chắc chắn rằng nhận được câu trả lời là giả thiết Zeman. Giả thiết Zeman đã trở thành chén thánh của toán học kể từ khi nó được phỏng đoán lần đầu tiên vào năm 1859. Đó là một trong 23 vấn đề của David Hilbert vào năm 1900 và là một trong 7 vấn đề của giải thưởng thiên kỷ sau đó. Nó được gọi là vấn đề chưa được giải quyết nổi tiếng nhất trong tất cả các vấn đề toán học. Và vì lý do chính đáng, nó có hàng chục cuốn sách dành cho nó, xuất hiện trên TV và có một vị trí bán thường xuyên trong chu kỳ tin tức. Giả thuyết Zeman là một trong những vấn đề thiên niên kỷ của Viện Clay. Có nghĩa là người giải được nó không chỉ đạt được vị trí cao trong giới toán học mà còn giành được giải thưởng 1 triệu đô la. Đây cũng là một câu trả lời cho những người hay nói rằng mấy cái này để làm gì, có ăn được không? Nó kiếm tiền được nhé. Giả thuyết Zeman là một giả thuyết tương đối khó hiểu. Để hiểu tuyên bố của phỏng đoán, bạn cần một số kiến thức về phân tích phức tạp và lý thuyết số giải tích. Không giống như một số giả thuyết khác như định lý cuối cùng của Fermat, phải mất 350 năm để chứng minh. Và đề bài chỉ ngắn gọn là chứng minh không tồn tại số nguyên n lớn hơn 2 thỏa mãn a mũ n cộng b mũ n bằng c mũ n. Trước khi bạn có thể hiểu tại sao giả thuyết Zeman lại quan trọng, bạn phải hiểu số nguyên tố là gì. Bạn có thể nhớ giáo viên tiểu học của bạn mô tả chúng là những con số chỉ có thể được chia cho chính chúng và 1. Và đó là sự thật. Nhưng đó không phải là tất cả. Đối với các nhà toán học chuyên nghiệp, tính chất này làm cho chúng trở nên cực kỳ quan trọng. Về cơ bản, chúng là nguyên tử của toán học. Cũng giống như bất kỳ nguyên tử vật lý nào cũng có thể chia thành các nguyên tử cấu tạo. Bất kỳ số nguyên nào bạn có thể nghĩ đến đều có thể được chia thành một tập hợp các thừa số nguyên tố duy nhất. Để chọn một ví dụ ngẫu nhiên, 150 có thể biểu diễn thành tích của 2, 3, 5 và 5. Điều đó rất quan trọng. Loại toán học này được sử dụng để gửi tin nhắn được mã hóa qua Internet. Đó được gọi là mã hóa JSA. Và nó hoạt động dựa trên ý tưởng rằng việc chia một số lượng lớn thành các yếu tố nguyên tố của nó khó hơn nhiều so với việc lấy một loạt các yếu tố nguyên tố và tìm lượng lớn mà chúng nhân lên. Vì vậy, số nguyên tố rất quan trọng. Chúng ta đã tìm thấy một số nhưng không giúp chúng ta dự đoán số tiếp theo. Và cách duy nhất để kiểm tra một cách chính xác xem một số có phải là một số nguyên tố hay không là việc làm theo một cách hệ thống để tìm kiếm bức số. Nhưng vấn đề ở đây không phải là vị trí các số nguyên tố trên dòng số, mà là có bao nhiêu số. Vào cuối thế kỷ 18, hai nhà toán học huyền thoại Friedrich Gauss và Erich Marie Neigen dường như bắt đầu hoàn toàn độc lập với nhau để nghiên cứu về các số nguyên tố, nhưng họ đã quyết định tiếp cận khái niệm này theo một cách mới. Họ đang xem xét mật độ của các số nguyên tố. Hãy bắt đầu. Đây là thành phố yếu tố nơi các số nguyên tố thực sự là các khối xây dựng của tất cả các số. Bây giờ mỗi số nguyên là một tòa nhà và nó được xây dựng từ các số nguyên tố của nó. Những ngôi nhà một tầng bây giờ chính xác là các số nguyên tố. Nhờ vào Euclid, chúng ta biết rằng các tòa nhà một tầng sẽ tiếp tục tồn tại mãi mãi nếu cứ tiếp tục như vậy. Và chúng ta thấy rằng các số nguyên tố dường như chỉ xuất hiện ngẫu nhiên trong các số tự nhiên cho đến vô cùng. Friedrich Gauss thời bấy giờ bị ám ảnh bởi việc thuần hóa các số nguyên tố. Ông ấy đã tính toán các bảng số nguyên tố khổng lồ của mình lên tới 3 triệu con số và tìm kiếm các mẫu. Chúng ta có thể xem dữ liệu mà Gauss đã thu thập trên các số nguyên tố bằng cách sử dụng một thứ mà chúng ta gọi là hàm đếm số nguyên tố. Đồ thị của hàm số này cho chúng ta thấy chính xác vị trí của các số nguyên tố xuất hiện. Khi các số tăng, đồ thị đi ngang đến khi gặp một số nguyên tố, nó sẽ tăng lên một đơn vị. Hãy xem có bao nhiêu số nguyên tố từ 0 đến 10. Chính xác là 4 số. Rồi tới 100. Ta có 25 số. Và bây giờ lên tới 3 triệu như Gauss đã làm. Ở quy mô này, đồ thị giật cấp ban đầu của chúng ta dường như đã được làm phẳng và ta có một đường cong rất đẹp. Khi Gauss nhìn vào dữ liệu này, ông ấy tự hỏi liệu có một hàm số nào khác có đồ thị tương đồng như vậy. Thật may mắn cũng vào thời điểm đó, Gauss cũng đang nghiên cứu với các hàm logarit. Đó là một phép lũy thừa. Tôi sớm nhận ra, ông viết trong một lá thư gửi cho người bạn Johann Encke, rằng đằng sau tất cả các biến động của nó, tần số này trung bình tỷ lệ nghịch với logarit. Do đó, số nguyên tố với một ràng buộc x nhất định xấp xỉ sẽ bằng 1 trên logarit của x.
Điều mà Gauss nhận thấy là đồ thị của một thứ gọi là hàm phân tích logarit. Đó là một hàm có hệ số góc bằng 1 trên log x. Và đây là những gì chúng ta được. Ở quy mô lớn như thế này, dường như không thể phân biệt được chúng. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu xem hàm số logarit có liên quan gì tới số nguyên tố. Điều mà Gauss tưởng tượng là nếu các bạn đang đứng ở địa chỉ x và bạn nhìn sang bên phải, bên trái, thì tỷ lệ các tòa nhà một tầng, tức là các số nguyên tố mà bạn sẽ thấy xung quanh mình, gần giống với tỷ lệ của 1 trên log x. Sự nghi ngờ này được gọi là phỏng đoán của Gauss. Sau khi Gauss đưa ra phỏng đoán này, học trò của ông, Bertrand Zeckmann, một chàng trai không đi học chính thức cho đến năm 14 tuổi, đã tiếp tục là một điều hoàn toàn không thể tin được với nó. Nhưng để hiểu được những gì Zeckmann đã làm, trước tiên chúng ta phải quay ngược thời gian một chút để gặp một người khác, Euler, một trong những người tìm hiểu về giải thích đầu tiên trên thế giới. Sau này, ông đã viết nhiều cuốn sách có ảnh hưởng và chuẩn hóa ký hiệu toán học hiện đại mà chúng ta vẫn sử dụng cho tới ngày nay. Nếu bạn đã từng viết một cái gì đó bằng ký hiệu hàm tiêu chuẩn mà như bạn biết, ví dụ như y bằng fx, bạn có thể cảm ơn hoặc có thể đổ lỗi cho Leonhard Euler. Vào thời của Euler, các nhà toán học đang cố gắng tìm hiểu cấu trúc chung của chuỗi vô hạn, chẳng hạn như chuỗi 1 trên n, tổng đó là một số hữu hạn, mà sau đó chúng ta gọi là giới hạn. Nếu một chuỗi có giới hạn, chúng ta có thể nói rằng chuỗi đó hội tụ. Với chuỗi này, giới hạn của chúng ta là 2. Mặt khác, nếu chúng ta cộng, giả sử 1 cộng 1 cộng 1, cứ như thế mãi mãi thì tổng đó cuối cùng sẽ trở lên lớn hơn bất kỳ số hữu hạn nào. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng chuỗi đó là chuỗi phân kỳ. Đây là một chuỗi điều hòa và nó phân kỳ mặc dù bản thân các số hạng ngày càng nhỏ đi. Điều này thực sự không rõ ràng và cần một số phép tính toán để xác minh. Còn chuỗi này thì sao các bạn? Tổng của 1 trên bình phương của tất cả các số nguyên dương. Không khó để các nhà toán học chỉ ra rằng chuỗi này thực sự hội tụ. Nhưng câu hỏi đặt ra là giới hạn chính xác là bao nhiêu? Euler đã trở thành một nhà toán học vĩ đại khi nhìn ra cách giải quyết vấn đề này. Điều ông ấy nhận ra và chứng minh là giới hạn trên bằng pi bình phương phần 6. Thật là kỳ lạ, số pi có liên quan gì đối với các bình phương? Euler tiếp tục với bộ óc vĩ đại của mình. Ông đã tìm ra giới hạn của tổng 1 trên các số nguyên dương lũy thừa 4. Vẫn là sự có mặt của pi, rồi đến lũy thừa 6, lũy thừa 8. Bây giờ, chúng ta hãy cố gắng nghiên cứu chuỗi số tổng quát này. Với S là số mũ cho tất cả các số nguyên dương, và đây chính là hàm zeta. Hàm zeta của 2 là tổng của 1 trên các bình phương. Hàm zeta của 4 là tổng của 1 trên lũy thừa 4, vân vân. Euler đã chứng minh rằng tất cả những điều này hội tụ, nhưng chỉ với S trong phạm vi nhỏ. Nhưng đây chính là nơi mọi thứ trở lên thực sự thú vị. Euler phát hiện ra rằng hàm zeta có thể được biểu diễn dưới dạng tích của một chuỗi vô hạn các số nguyên tố. Trong mỗi chuỗi số nguyên tố, mỗi số nguyên tố được nâng lên lũy thừa tăng dần nhân với S. Khi ta nhân tất cả các chuỗi số đó với nhau, ta sẽ nhận được hàm zeta. Khám phá của Euler đã gợi ý về mối liên hệ mật thiết giữa hàm zeta và các số nguyên tố. Nhưng phải mất 100 năm sau, ý nghĩa đầy đủ của nó mới được tiết lộ. Zeckmann đã tạo ra một bước đột phá lớn trong lý thuyết số nguyên tố. Và bước đột phá đó có khả năng cho phép chúng ta lần đầu tiên hiểu được những bí ẩn sâu sắc của số nguyên tố. Zeckmann là một nhà toán học người Đức có nhiều sáng tạo ngoạn mục và xuất sắc. Ngoài ra, cách tiếp cận mới lạ của ông đối với hình học thực sự đặt ra nền tảng toán học cho thuyết tương đối của Einstein. Zeckmann cũng là một trong những người sáng lập ra giải tích phức, một nhánh của toán học nghiên cứu các hàm với đầu vào và đầu ra phức tạp. Và ông nhận ra rằng ông ấy có thể có điều gì đó mới mẻ để nghiên cứu về hàm zeta của Euler. Bạn biết rằng bình phương của bất kỳ số thực nào cũng dương, như 2 bình phương bằng 4, âm 2 bình phương cũng bằng 4. Vì vậy, không có số nào bình phương mà là số âm. Hóa ra, việc có một số có bình phương là một số âm thực sự khá hữu ích đối với các nhà toán học. Và đó là nguyên nhân của số ảo y ra đời. Y bình phương sẽ bằng âm 1. Khi chúng ta kết hợp số thực với số ảo, chúng ta nhận được một số gọi là số phức. Số phức có hai thành phần là phần thực và phần ảo. Đến chỗ này lại khó hiểu đây. Những số ảo và số phức này, chúng hoàn toàn không phải là số ảo. Gọi là số ảo mà không phải số ảo. Chúng chỉ là phần mở rộng tự nhiên của hệ thống số thông thường của chúng ta từ một chiều thành hai chiều. Chúng được vẽ trong cái mà chúng ta gọi là mặt phẳng phức, với phần thực đi từ trái sang phải và phần ảo từ trên xuống dưới. Hãy xem cách trên kênh 3 xanh 1 lâu giải thích về số phức trong mặt phẳng phức này. Ví dụ ở đây là 1 phần 2 mũ 2 cộng y. Chúng ta có thể chia nó thành 1 phần 2 mũ 2 nhân với 1 phần 2 mũ y. Phần thực này đã rất quen thuộc, nhưng còn một số được nâng lên với số mũ ảo. Ví dụ đây là đầu vào ban đầu, và đây là đầu ra.
Kết quả sẽ là một số phức trên đường tròn đơn vị trong mặt phẳng phức. Khi mũ số thay đổi trên trục phức, đầu ra của kết quả sẽ chạy trên đường tròn. Một điều rất ảo diệu, có lẽ phải thốt lên rằng cái quái gì đang xảy ra vậy? Một bên thẳng lại ra một bên tròn. Hãy cùng tìm hiểu để rõ hơn về điều này. Chúng ta hãy nhớ lại về công thức Euler. E mũ EP sẽ bằng âm 1. Hay tổng quát hơn là E mũ EX sẽ bằng cosinx cộng isinx. Công thức Euler mô tả hai cách tương đương để di chuyển trong một vòng tròn. Hãy xem. Cosinx là tọa độ x, khoảng cách ngang, và sinx là tọa độ y, khoảng cách đứng. Lên cosinx và isinx là cách để ghép tọa độ x và y thành một số duy nhất. Nó giúp chúng ta giải thích một số phức duy nhất là một vị trí trên một vòng tròn. Đến với trường hợp cụ thể ở đây, 1/2 mũ ti, tại ti bằng âm 2i, ta có 1/2 mũ tất cả âm 2i sẽ bằng e mũ trừ 2 logarithm của 1/2 tất cả mũ i và bằng e mũ trừ 2 logarithm của 1/2 nhân với i. Từ đó ta có thể biến đổi thành số phức và được thể hiện trên vòng tròn qua công thức Euler. E mũ trừ 2 logarithm 1/2 nhân với i sẽ bằng cosin của âm 2 logarithm của 1/2 cộng y sin của âm 2 nhân logarithm của 1/2 sẽ bằng khoảng 0,1834 cộng 0,9830 y. Và chuyển động của điểm trên đường tròn tương đối chậm. Còn khi ta thay đổi cơ số thành 1/9 thì đầu ra khi này biến đổi rất nhanh theo công thức như trên. Vì vậy khi ta nâng 1/2 mũ 2 cộng y, phần thực sẽ là 1/2 mũ 2 được thể hiện trên trục ngang. Còn phần ảo 1/2 mũ y chính là điểm trên đường tròn đơn vị mà chúng ta đã nói ở trên. Và khi đó vị trí của 1/2 mũ 2 cộng y chính là điểm có khoảng cách 1/4 tới tâm và nó nằm trên đường tạo bởi điểm ảo. Hay nói nôm na, phần ảo chính là góc quay. Sau khi hiểu về các số phức này, chúng ta có thể nghiên cứu các hàm phức. Tức là các hàm có đầu vào và đầu ra nằm trong mặt phẳng phức. Và do vậy, khi được trang bị sức mạnh của phép phân tích phức, Zeman đã mở ra một cách nhìn hoàn toàn mới về thế giới toán học. Zeman tự hỏi điều gì xảy ra nếu bạn cho phép hàng zeta nhận các đầu vào phức tạp. Đó là, ông ấy cho phép S là một số phức. Chúng ta hãy lấy số mũ phức S bằng 2 cộng 3i làm ví dụ và đưa nó vào zeta. Và bây giờ hàm zeta sẽ trông như thế này. Nếu chúng ta cộng từng số hạng 1 vào mặt phẳng phức, chúng ta có thể thấy chuỗi bắt đầu xoắn ốc đẹp như thế nào. Nên, Zeman đã hoàn thành xuất sắc những gì ông ấy đặt ra. Ông ấy đã mở rộng hàm zeta trên mặt phẳng phức, nhưng cũng giống như Euler. Zeman nhận thấy rằng hàm chỉ hội tụ khi phần thực của S lớn hơn 1. Giờ đây, Zeman có một ý tưởng tuyệt vời. Ông ấy nhận ra rằng có thể mở rộng hàm zeta sang phần còn lại của mặt phẳng phức. Zeman đã sử dụng một kỹ thuật gọi là tiếp tục giải tích, cho phép ông khám phá tiềm năng tiềm ẩn của hàm zeta. Giờ đây, tính tiếp tục của giải tích là một khái niệm nâng cao trong giải thích phức, nhưng có thể hiểu được ý nghĩa của nó bằng trực quan. Bạn có thể coi nó như một phương pháp giải quyết vấn đề logic để mở rộng miền của một hàm. Để Zeman điền vào phần còn thiếu của miền trong hàm dữ liệu của Euler, anh ta phải tạo một hàm hoàn toàn mới. Hàm này sẽ xác nhận các giá trị giống như hàm zeta, nơi cả hai đều hội tụ. Nhưng nó cũng phải có ý nghĩa ở mọi nơi khác trên mặt phẳng. Vì vậy, bí mật để tiếp tục phân tích là thực sự có hai hàm hoạt động cùng lúc. Một là hàm zeta ban đầu có phạm vi giới hạn, và một cái là hàm mới này, hàm zeta Zeman, mở rộng ra ngoài miền mà Euler đã xác định. Hãy nhớ điều này. Bây giờ, chúng ta có thể xem xét kỹ hơn về nó và cuối cùng bắt đầu hiểu những bí ẩn của nó. Chúng ta thấy rằng khi Zeman mở rộng miền của hàm zeta, một điều gì đó thật tuyệt vời đã xảy ra. Trong miền mới mà Zeman khám phá, hàm zeta có thể được nhìn thấy đi qua điểm gốc. Điều đó cũng có nghĩa là đối với một số đầu vào, hàm zeta có ước tính bằng 0. Chúng ta gọi những vị trí này là các số 0 zeta. Một số 0 tầm thường rất dễ giải thích khi bạn nhập một số nguyên chẵn âm, hàm zeta sẽ bằng 0. Và chúng ta không cần lo lắng về cái gọi là số 0 tầm thường này. Chúng ta cần quan tâm đến các số 0 không tầm thường. Các số 0 không tầm thường này thể hiện một mẫu rất hấp dẫn. Và mẫu đó là chủ đề trung tâm của giả thiết Zeman. Tất cả các số 0 không tầm thường nằm trên một vùng duy nhất gọi là giải tới hạn. Đây là nơi phần thực của S nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Zeman đã chứng minh rằng có vô số số 0 được tìm thấy trong giải giới hạn này. Nhưng đây là điểm rút ra quan trọng nhất từ bài báo mang tính đột phá của Zeman vào năm 1859. Zeman đã đưa ra giả thiết rằng tất cả các số 0 không tầm thường sẽ không chỉ nằm đâu đó trong giải, mà còn trên một đường thẳng duy nhất ở giữa. Chúng ta gọi đây là đường tới hạn, là đường mà phần thực của S chính xác bằng 1/2. Đây chính xác là giả thiết mang tên Zeman và giải thưởng $1,000,000. Đến tại thời điểm này, bạn có thể tự hỏi vì sao vị trí của những số 0 không tầm thường này lại quan trọng như vậy. Và tất cả những điều này liên quan gì đến các số nguyên tố? Vẫn là điều quá khó hiểu.
Nhưng hãy tiếp tục xem lời giải thích. Tại sao giả thiết của Zeman lại có hệ quả sâu sắc như vậy đối với lý thuyết số? Hãy xem khám phá cuối cùng của Zeman. Bạn có nhớ hàm đếm số nguyên tố của Gauss ngay từ đầu video? Vì lý do kỹ thuật, hãy sửa đổi một chút. Nhưng nó vẫn giữ nguyên bản chất của hàm này. Thay vì tăng dần mỗi khi chúng ta thấy một số nguyên tố mới mà chúng ta thường gọi là P, chúng ta hãy tăng lên bằng logarit P. Và chúng ta cũng sẽ làm tương tự khi gặp P bình phương, P lập phương, P mũ 4, vân vân. Vì vậy, hãy xem lý do tại sao chúng ta làm tất cả những điều này. Zeman đã tìm thấy một mối liên hệ đáng kinh ngạc giữa sự sửa đổi phỏng đoán này của Gauss và hàm zeta mới của mình. Ông đã phát hiện ra một sóng tương ứng với hàm zeta tại S bằng 1 và chỉ ra rằng phỏng đoán của Gauss sẽ tuân theo nếu bạn chỉ có thể chỉ ra rằng sóng này có tần số cơ bản. Vậy hãy xem sóng này là như thế nào. Mỗi số phức đều được ánh xạ đến một hàm hoặc sóng cụ thể. Chẳng hạn như 0,5 cộng 10i được ánh xạ tới hàm cụ thể này. Nó không tuần hoàn như hàm sin hay cosin và nó tăng dần kích thước. Vậy làm sao để biết sóng này tạo ra số phức 0,5 cộng 10i? Chúng ta sẽ cần đến một công thức và nhìn nó còn phức tạp hơn nhiều so với hàm zeta. Và hãy đặt tên cho nó là hàm chuyển đổi Zeman, vì nó chuyển đổi một điểm thành sóng. Và nó được gọi chính là sóng điều hòa Zeman, có nghĩa là nó càng ngày càng gần đúng với hàm đếm số nguyên tố khi cả hai đều tiến tới vô cực. Vì vậy đây là hàm đếm số nguyên tố. Trông nó sẽ như thế nào đối với sóng mà Zeman đã phát hiện ra? Zeman nhận ra rằng các số không không tầm thường chính xác là những gì ông cần để điều chỉnh đường thẳng này cho phù hợp với hàm đếm răng cưa của mình. Mỗi khi ông ấy thêm một số không, nó sẽ tạo ra một điều hòa. Đây là điều hòa đầu tiên khi nó được thêm vào. Và khi thêm số không thứ hai, tiếp đến là 10, rồi 30, tới 60 đầu tiên, và nhiều hơn nữa. Bạn có thể thấy, Zeman đã có thể chứng minh một cách chặt chẽ rằng nếu bạn cộng tất cả các sóng điều hòa của các số không không tầm thường tới vô số, thì bạn sẽ có một kết quả khớp hoàn hảo với hàm đếm số nguyên tố của Gauss. Vì vậy, giả thiết Zeman chỉ ra rằng trên thực tế có thể dự đoán được vị trí của các số nguyên tố. Vị trí của các số nguyên tố có mối liên hệ chặt chẽ với vị trí của các số không không tầm thường này. Điều này có nghĩa là nếu giả thiết Zeman thực sự đúng, thì nó sẽ cho chúng ta biết mọi thứ chúng ta có quyền biết về sự phân bố của các số nguyên tố. Nhưng Zeman đã không thể chứng minh được giả thiết một cách đầy đủ. Hay nói cách khác, cả ông và bất kỳ ai kể từ đó đều không thể chỉ ra rằng mọi số không không tầm thường đều nằm trên đường giới hạn. Đã có thời điểm, một dự án máy tính khổng lồ đã kiểm tra hơn 1 tỷ số không không tầm thường mỗi ngày. Máy tính đang tìm kiếm một số không sai lầm duy nhất. Nếu nó chỉ tìm thấy một, thì giả thiết Zeman sẽ sụp đổ. Cuối cùng, trong 10.000 tỷ số không mà máy tính đã kiểm tra, tất cả chúng đều nằm trên đường tới hạn. Tuy nhiên, nếu bạn thấy một mẫu lặp đi lặp lại nhiều lần, thì máy móc vẫn không thể kiểm tra hết đến vô tận. Nên việc tính toán mạnh mẽ sẽ không bao giờ giải quyết được giả thiết Zeman. Có nghĩa rằng, vẫn chỉ có một cách để chắc chắn về điều đó, và nó giống như cách mà người Hy Lạp cổ đại đã làm với toán học của họ, bằng cách chứng minh toán học tuyệt đối chặt chẽ. Đến đây thì AD không còn hiểu gì nữa rồi. Không biết là các bạn thấy thế nào. Rất lôi cuốn khi xem, nhưng xem xong tự nhiên chả biết nó là như thế nào nữa. Đúng là quá khó và quá khó hiểu. Nhưng dù sao cũng là một kiến thức rất hay mà chúng ta có thể tiếp xúc. Biết đâu đó ai sẽ có ý tưởng và có thể kiếm được giải thưởng $1,000,000 cho mình. Đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.